Dạ sư hoan hỷ trả lời giúp con, trong Phật giáo nguyên thủy có oan gia trái chủ không? Quý vị phải định nghĩa oan gia trái chủ là sao? Nha. Theo định nghĩa của Phật giáo nguyên thủy, sư không biết là quý vị nghe ai nói thì sư không biết. Bây giờ sư định nghĩa để cho quý vị dễ hiểu nè. Oan gia trái chủ là những người có oan trái với mình, đúng không? Là những chúng sanh có oan trái với mình. Nó bao gồm loài người, bao gồm loài thú, bao gồm loài phi nhân, thì đó đều là những người oan gia trái chủ nếu họ có oan trái với mình. Sư lấy ví dụ đi, một cô mà cổ lấy một cái anh chồng đó suốt ngày đánh đập cổ, coi như đối xử như kẻ thù, đánh như cơm bữa, thì đối với cổ thì cái người chồng đó chính là oan gia trái chủ. Hay là trong gia đình mà sanh ra một đứa con là một đứa bất hiếu, nó phá của, rồi nó đối xử tệ bạc với cha mẹ, thì đối với họ cái đứa con đó chính là oan gia trái chủ. Hay là mình đi ra đường, tự nhiên cái con chó nó chạy ra nó cắn mình, không có lý do gì cả, không ai kêu ai ghẹo ai mà tự nhiên nó chạy ra nó cắn mình, thì trong trường hợp đó con chó nó là oan gia trái chủ của mình. Đấy. Tương tự như vậy, đó là những loài hiện hữu. Còn phi nhân thì cũng tương tự như thế. Cho nên là theo định nghĩa của Phật giáo nguyên thủy thì oan gia trái chủ là tất cả những chúng sanh có oan kết với mình thì đều là oan gia trái chủ ha. Hoặc là ngày hôm nay bây giờ nè, sư mượn tiền một cái người nào đó, mượn xong rồi không thèm trả, nói giờ tôi không có tiền, không có tiền trả, chừng nào vui thì tôi trả, còn buồn thì năn nỉ đi, năn nỉ thấy vui tôi mới trả. Thì trong trường hợp đó mình tự nhiên cái họ bắt đầu họ có oan trái với mình, thì lúc bây giờ cái con người đó họ trở thành oan gia trái chủ với mình. Tức là oan gia trái chủ là tất cả những chúng sanh nào có oan kết, có thù oán, có sự bất bình đối với mình thì mình gọi là oan gia trái chủ ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.